mạnh tên lửa sát thần UMTAS tiêu diệt cả Iskander lẫn S-300 Armenia. Tại cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, nhiều loại vũ khí hiện đại đã bị tiêu diệt, bao gồm cả hệ thống phòng không S-300, tên lửa đạn đạo Iskander, hệ thống pháo phản lực BM-30, xe tăng T-72. Loại vũ khí tạo nên sự hủy diệt này chính là tên lửa UMTAS trang bị trên UAV TB-2. Trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh, một loại vũ khí đã thể hiện sức mạnh khiến đối phương lo sợ chính là tên lửa UMTAS trang bị trên UAV TB-2 được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Azerbaijan. Loại vũ khí này đã loại khỏi vòng chiến đấu khá nhiều chủng loại vũ khí được Nga cung cấp cho Armenia. Có thể nói tên lửa không đối đất UMTAS trang bị trên UAV TB-2 đã trở thành loại vũ khí sáng nhất trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh. Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển số lượng lớn chủng loại vũ khí này cho đồng minh nhằm tạo ưu thế trước đối phương. LUMTAS là dòng tên lửa chống tăng không đối đất được phát triển bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án đầy tham vọng nhằm chế tạo ra một loại tên lửa có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn cả tên lửa nổi tiếng Hellfire của Mỹ. Dòng tên lửa này ban đầu được chỉ định dùng trên trực thăng tấn công T-129, trực thăng đa năng S-70, UAV chiến đấu TB-2. Dự án tên lửa LUMTAS được khởi động vào năm 2005 và biến thể đầu tiên ra mắt vào năm 2008. Sau nhiều lần chỉnh sửa để hoàn thiện, dòng tên lửa này chính thức đi vào biên chế từ năm 2015. LUMTAS có chiều dài 175 cm, đường kính 160 mm, trọng lượng 35,7 kg. Để công phá mục tiêu, Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho loại tên lửa này đầu đạn phá mảnh cực mạnh để tiêu diệt cứ điểm phòng ngự đối phương. Để diệt tăng thiết giáp, chúng lại được lắp đầu đạn xuyên giáp dễ dàng vô hiệu hóa xe tăng đối phương. LUMTAS sử dụng nhiều hệ thống dẫn đường phức tạp cho độ chính xác rất cao, mục tiêu được bắn khóa và nạp dữ liệu và tên lửa trước khi khai hỏa. Phạm vi tấn công từ 500 tới 8.000 mét. Với năng lực thể hiện cực tốt tại chiến trường Syria, LUMTAS xứng đáng là một trong số những tên lửa chống tăng không đối đất mạnh nhất thế giới. Những tên lửa chống tăng không đối đất LUMTAS do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã tỏ rõ sức mạnh trên chiến trường Syria khi hạ hàng loạt khí tài quân đội của Tổng thống Assad. Hàng loạt vũ khí hiện đại từ xe tăng T-72, T-90 cho tới hệ thống phòng không Panzer-S1 đã bị loại tên lửa sát thủ này loại khỏi vòng chiến đấu chỉ sau một phát bắn. Hiện nay, dòng tên lửa LUMTAS kết hợp với UAV TB-2 tiếp tục là cơn ác mộng trong cuộc chiến tranh xung đột giữa Armenia, Azerbaijan. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.